Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Tin tức quốc tế mới nhất có gì đáng chú ý? Hãy cùng chúng tôi điểm qua các tin chính. Thưa quý vị, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công hỗn hợp bao gồm tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine vào đêm ngày 6, rạng sáng ngày 7 tháng 6, với số lượng UAV nhiều kỷ lục. Cụ thể, đêm ngày 6, rạng sáng ngày 7 tháng 6, 4 máy bay ném bom chiến lược mang theo tên lửa hành trình đã cất cánh từ lãnh thổ Liên bang Nga. Đến 5 giờ 30 phút sáng ngày 7 tháng 6, cảnh báo không kích đã vang khắp Ukraine. Lực lượng không quân Ukraine cho biết Nga đã phóng 5 tên lửa hành trình KH-101-555 và 53 máy bay không người lái Shahed-131-136. Các đơn vị tên lửa phòng không, máy bay chiến đấu, đơn vị tác chiến điện tử cùng với các nhóm hỏa lực cơ động của lực lượng phòng vệ Ukraine đã bắn hạ 48 máy bay tấn công không người lái và 5 tên lửa hành trình ở các tỉnh Dnipropetrovsk, Zaporizhia, Kirovograd, Mykolaiv, Kherson, Odessa, Kharkiv, Kiev và Khmelnytsky. Trong một diễn biến liên quan, Bộ Chỉ huy tác chiến của lực lượng vũ trang Ba Lan phát thông báo cho biết các hoạt động hàng không tầm xa của Liên bang Nga đang được quan sát kỹ lưỡng có liên quan đến việc thực hiện các cuộc tấn công trên lãnh thổ Ukraine. Tất cả các quy định cần thiết để đảm bảo an toàn cho không phận Ba Lan đã được triển khai. Theo bộ này, máy bay của Ba Lan và đồng minh đã được kích hoạt. Điều này có thể dẫn đến mức độ tiếng ồn gia tăng, đặc biệt là ở khu vực Đông Nam. Bộ Chỉ huy tác chiến của lực lượng vũ trang Ba Lan cũng nhấn mạnh quân đội nước này sẽ liên tục theo dõi tình hình trên lãnh thổ Ukraine và luôn sẵn sàng đảm bảo an ninh cho không phận Ba Lan. Thưa quý vị, chuyên gia quân sự Andrei Marovsko nói với hãng thông tấn TASS rằng quân đội Nga đã ngăn chặn nỗ lực của Ukraine nhằm tiến hành một kế hoạch chiến thắng gần Vovchansk ở vùng Kharkov. Ông Marovsko nói, gần khu vực Vovchansk, kế hoạch của quân đội Ukraine đã thất bại. Trong tháng này, các chỉ huy Ukraine đã giao nhiệm vụ cho các đơn vị của họ tiến hành một chiến dịch thắng lợi nhỏ trong vòng 3 ngày. Tuy nhiên, trên thực tế, kế hoạch đó đã thất bại vì tuyến phòng thủ của chúng tôi mạnh hơn so với suy nghĩ của đối phương và trinh sát Ukraine đã sai lầm. Theo ông Marovsko, quân đội Ukraine đã từ bỏ kế hoạch và đang điều chỉnh nhiệm vụ chiến đấu cho phù hợp. Trong khi đó, ông Oleksandr Pavlyuk, tư lệnh lục quân Ukraine, cho biết các cuộc tập trận chỉ huy và tham mưu có sự tham gia của các quân nhân và thiết bị hạng nặng của Ukraine sẽ được tổ chức tại vùng Kiev, ở thủ đô Kiev. Thời gian tập trận kéo dài từ ngày 5 tháng 6 đến ngày 13 tháng 6, với sự góp mặt của các đơn vị bộ binh, phòng không, chống phá hoại cùng nhiều thiết bị quân sự. Nội dung tập trận bao gồm các hoạt động thực hành chiến đấu và các nhiệm vụ đặc biệt của một chiến dịch phòng thủ trong bối cảnh đối phương đang tích cực sử dụng các loại vũ khí tấn công và các nhóm trinh sát. Tư lệnh Pavlyuk đã cảnh báo người dân Kiev về việc vận chuyển nhân lực và các phương tiện chiến đấu. Những cuộc tập trận kiểu này thường được tổ chức ở thủ đô của Ukraine nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng phòng thủ. Quân đội Ukraine cho biết hiện tại không có mối đe dọa nào về nguy cơ xảy ra một cuộc tấn công mới của Nga vào Kiev. Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết máy bay chiến đấu Su-25 của Ukraine đã bị bắn hạ khi đang thực hiện nhiệm vụ tấn công vào các vị trí của quân đội Nga ở Zaporizhia. Theo Bộ Quốc phòng Nga, ngoài một máy bay chiến đấu Su-25 bị bắn hạ, Ukraine cũng để mất hai pháo tự hành M777 cỡ nòng 155mm, một pháo tự hành D-20 152mm và một pháo 2A65 M-STABE 152mm tại Zaporizhia. Trong bản cập nhật cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong 24 giờ, các hệ thống phòng không của Nga đã phá hủy 18 tên lửa HIMARS và Under, hai quả bom dẫn đường HAMMER và 41 máy bay không người lái của Ukraine trên các mặt trận phía đông. Trước đó, hôm 2 tháng 6, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã bắn rơi hai tiêm kích MiG-29 của Ukraine chỉ trong vòng một ngày. Thưa quý vị, sau đợt tấn công mới của Nga ở vùng Kharkov, Ukraine ngày càng gia tăng áp lực lên các đồng minh, kêu gọi các nước này dỡ bỏ các lệnh hạn chế sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp để tấn công vào các mục tiêu quân sự bên trong lãnh thổ Nga. Phương Tây cho đến nay vẫn tỏ ra bất đồng và do dự với quyết định cho phép Ukraine dùng vũ khí tấn công lãnh thổ Nga vì lo ngại các cuộc tấn công như vậy có thể khiến xung đột gia tăng, một quan điểm mà Ukraine bác bỏ. Thực tế đó đã khiến sự chia rẽ sâu sắc lớn dần lên giữa Ukraine và phương Tây, trong đó có Mỹ, nhà tài trợ lớn nhất của Kiev về tương lai phòng thủ của Ukraine trước chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga.
các nhà lãnh đạo Ukraine đã bày tỏ sự không hài lòng vì Washington đang giới hạn khả năng phản ứng của Ukraine trước các cuộc tấn công từ Nga. Trong khi đó, các quan chức ở châu Âu và Mỹ đang tranh luận về chiến lược để đảo ngược tình hình trên chiến trường Ukraine. Từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự vào cuối tháng 2 năm 2022, sự thất vọng đã bắt đầu xuất hiện. Tuy nhiên, các nhà hoạch định chính sách ở Washington, Kiev và châu Âu cho rằng căng thẳng đã trở nên rõ ràng hơn trong những tuần gần đây khi Nga chiếm ưu thế trên tiền tuyến và bắt đầu kiểm soát các vùng lãnh thổ Ukraine từng giành được vào thời kỳ đầu của cuộc xung đột. Mâu thuẫn sâu sắc nhất hiện nay là liệu Ukraine có thể sử dụng các vũ khí do phương Tây hỗ trợ để tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga hay không. Trước khi chính sách này thay đổi vào ngày 30 tháng 5, chính quyền Tổng thống Biden đã cấm Ukraine sử dụng vũ khí Mỹ để thực hiện điều này vì Washington lo ngại rằng điều này có thể sẽ làm leo thang căng thẳng và dẫn đến cuộc xung đột trực tiếp giữa Washington và Moscow. Tuy nhiên, vào ngày 30 tháng 5, chính quyền Tổng thống Biden đã cho phép Ukraine sử dụng vũ khí Mỹ để tiến hành những cuộc tấn công xuyên biên giới ở quy mô hạn chế và các lực lượng của Nga đang đe dọa đến thành phố Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ukraine. Một số nhà lãnh đạo NATO, bao gồm Ngoại trưởng Phần Lan và Canada, đã công khai tuyên bố rằng họ không bao giờ ngăn cản Ukraine sử dụng vũ khí mà các nước này cung cấp để nhắm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Nga. Điều này cũng phù hợp với lập trường của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg khi họ cho biết Ukraine có quyền làm như vậy. Trong khi đó, Đức và Italia có lập trường do dự giống như Mỹ. Sự bất đồng về các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga, thậm chí cả khi chính sách này đã có sự thay đổi, là minh chứng cho sự chia rẽ ngày càng lớn giữa Ukraine và các bên ủng hộ quan trọng nhất về mặt quân sự trong việc đối phó với tình hình chiến trường, khi mà vị thế của Kiev đang tiếp tục suy yếu. Sự tranh cãi ngày càng tăng lên khi gói hỗ trợ quân sự trị giá 61 tỷ đô la Mỹ được Quốc hội Mỹ thông qua vào tháng trước sau nhiều tháng trì hoãn vẫn chưa giải quyết được những điểm yếu trên chiến trường của Ukraine. Mặc dù các quan chức Mỹ cho biết việc cung cấp những vũ khí này sẽ giảm bớt phần nào các vấn đề trong vài tuần. Ukraine đang bước vào những cuộc giao tranh ác liệt trong mùa hè, giữa bối cảnh các nhà tài trợ quân sự lớn nhất đang bất đồng về một loạt vấn đề. Mỹ và nhiều nước châu Âu cũng không có cùng tiếng nói trong các vấn đề khác, trong đó có lộ trình Ukraine gia nhập NATO khi Washington vẫn giữ thái độ thận trọng và việc liệu có sử dụng các tài sản của Nga bị đóng băng để hỗ trợ tài chính cho Kiev hay không. Một nỗ lực mà Mỹ và Ukraine ủng hộ, song phần lớn châu Âu vẫn phản đối. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã không ngần ngại công kích trực tiếp vào Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ông đã nói với các phóng viên ở Bruxelles vào ngày 28 tháng 5 rằng, nếu Tổng thống Mỹ không tham dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình do Ukraine tổ chức vào tháng tới tại Thụy Sĩ, thì rất có thể sự vắng mặt của ông sẽ được hoan nghênh bởi Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông Mikhail Ulyanov, đặc phái viên của Nga tại các tổ chức quốc tế ở Viên, đã viết trên mạng xã hội rằng Tổng thống Ukraine không vui với quyết định của Tổng thống Mỹ khi ông Joe Biden không tham gia hội nghị thượng đỉnh ở Thụy Sĩ về Ukraine. Hội nghị này không có sự tham gia của Nga và các quan chức Moscow coi đây là một vở kịch chính trị không có cơ hội đưa ra một thỏa thuận để chấm dứt cuộc xung đột. Ukraine muốn sử dụng hội nghị này để đảm bảo sự ủng hộ rộng rãi của quốc tế cho tầm nhìn của họ. Sự giận dữ của Tổng thống Zelensky không chỉ dành riêng cho Nhà Trắng. Các nhà ngoại giao và các quan chức ở Kiev thông tin, ông Zelensky đã sa thải một số nhân vật cấp cao của Ukraine, những người được coi là thân cận nhất với Washington trong những tuần gần đây. Trong khi đó, các quan chức Mỹ nhấn mạnh những khía cạnh cốt lõi của mối quan hệ vẫn bền chặt, đồng thời chỉ ra sự hợp tác sâu sắc giữa Washington và Kiev, trong đó có việc hỗ trợ quân sự. Tổng thống Biden và Tổng thống Zelensky dự kiến sẽ gặp nhau vào tháng tới ở Italia và các quan chức đang nỗ lực đạt được một thỏa thuận an ninh với Kiev. Tuy nhiên, những vết rạn nứt mới vẫn xuất hiện hàng ngày. Vào hôm 29 tháng 5, một quan chức Mỹ tiết lộ, Washington đã bày tỏ mối quan ngại với Kiev về những cuộc tấn công của Ukraine sử dụng các vũ khí của nước này nhằm vào các trạm radar của Nga, nơi cung cấp hệ thống phòng không theo quy ước và cảnh báo sớm về các vụ phóng hạt nhân của phương Tây. Giới lãnh đạo Ukraine cho biết, những hạn chế của Mỹ với việc tấn công vào lãnh thổ Nga đã cho phép Điện Kremlin xây dựng lực lượng mặt đất trong mùa xuân này và tấn công vào thành phố lớn thứ hai của Ukraine khi biết rằng Kiev bị giới hạn khả năng. Ông Oleksandr Litvinenko, một quan chức cấp cao của Ukraine, đồng thời là thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia nước này nhận định, chiến lược của Nga khá dễ hiểu, họ đang cố gắng giành được càng nhiều lãnh thổ càng tốt để tiêu diệt các lực lượng và tìm ra điểm yếu của chúng tôi. Theo ông Litvinenko,
Mỹ nghĩ rằng họ nên tránh leo thang căng thẳng với Nga bằng cách tạo ra những vùng không rõ ràng, nhưng chính điều đó lại khiêu khích Nga. Moscow cần có những ranh giới rất rõ ràng. Vùng xám chỉ là một lời mời gọi để họ thử các khả năng. Một số quan chức khác trong chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng việc Ukraine thất vọng sau khi chờ đợi suốt 7 tháng để Quốc hội Mỹ phê duyệt gói hỗ trợ quân sự là một điều dễ hiểu. Họ cho rằng bất kỳ sự trì hoãn nào nữa đều có thể dẫn đến sự sụp đổ tiền tuyến của Ukraine. Kiev vẫn thiếu binh lính, vũ khí và đạn dược nghiêm trọng. Viện trợ quân sự Mỹ trong năm nay có mục đích tăng cường khả năng phòng thủ ở tuyến đầu của Ukraine và giúp nước này giữ các vùng lãnh thổ hiện tại. Lý tưởng hơn là làm kiệt sức các lực lượng của Nga khi họ tấn công và tìm cách tiến công qua các bãi mìn cũng như các cạm bẫy khác.